Xin chào các bạn thân mến nhá. Thì ngày hôm nay thì Sơn lại có mặt ở một cái phiên chợ rất là đặc biệt. Nói đến cái tên chợ này thì chắc hẳn là mọi người sẽ biết ngay thôi. Đó là chợ Bắc Hà các bạn ạ. Thì ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở gọi là chợ ngựa Bắc Hà. Thì nó trùng với ngày hôm nay thì là cái ngày mà người ta tổ chức cái lễ hội đua ngựa lần thứ 15 của đất Bắc Hà này. Thì ngày hôm nay Sơn đã có mặt ở nơi đây và Sơn trước tiên thì Sơn sẽ đến ghi hình tất cả những cái khu vực người dân đồng bào người ta đem những con ngựa này, dắt những con ngựa này ra cái chợ ngựa này để bán. Thì trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi hình những cái chú ngựa ở đây xem có chú nào đẹp không nhá, có chú xích thố nào mà to khỏe thì Sơn sẽ có thể là đặt mua và đem đi đăng ký thi luôn các bạn ạ. Nói vậy cho vui thôi. Thì bây giờ thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh trong cái buổi chợ ngựa này xem là có những cái hình ảnh gì hay thì Sơn sẽ ghi lại và truyền tải cho các bạn xem nhé. Đây các bạn này, ở khu vực này thì người đồng bào người ta bán rất là nhiều những chú ngựa. Toàn là ngựa kiểu như là đây là một số thì có thể là các thương lái, dân buôn thì họ mua về làm thịt rồi là mua làm giống. Rồi thì cũng có thể là gì đó. Còn cái khu vực này thì mình quan sát thấy toàn là ngựa thôi. Ngựa rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Có cả trâu bò nữa các bạn nhé. Bên này thì cái khu vực này là khu vực người ta bán về kiểu như là chỉ trâu bò và ngựa. Đấy, nhưng chủ yếu nhất thì vẫn là ngựa. Bên này thì mình cũng thấy là có khá là nhiều trâu nữa. Buổi chợ phiên ngày hôm nay thì nó khá là đông luôn. Đông người đi bán và cũng rất là đông du khách ở thập phương đổ về đây để đi tham quan, đi du lịch. Bởi vì nó lại trùng mấy cái ngày lễ hội đua ngựa ấy. Thì cho nên là ngày hôm nay du khách cũng rất là đông luôn. Đây các bạn này, toàn những chú ngựa rất là đẹp này. Đấy, ở đây thì người buôn và người bán đang tập trung ở đây để xem những chú ngựa, chú trâu, chú bò đấy. Con tía này bán 17 triệu được. Sang khu vực bên này thì Sơn lại quan sát thấy là người ta đang bán những con lợn giống các bạn ạ. Bởi vì cái dãy khu vực này thì người đồng bào người ta chủ yếu là bán những cái hàng gia súc gia cầm. Cho nên là có đầy đủ luôn. Ngựa cũng rất nhiều, trâu bò cũng có và lợn và gà nữa các bạn ạ. Đây như các bạn quan sát thấy đây, đây rất là nhiều những con lợn giống. Lợn giống thì đây toàn là lợn đen, lợn bản đấy các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Đây toàn là lợn ngon, lợn sạch rồi các bạn ạ. Lợn này thì đang bán bao nhiêu tiền một con hả anh nhỉ? 1,7 triệu. Thế này con này được bao nhiêu cân anh? 20 cân à? 1,7 triệu một con. Còn đây nữa các bạn này, nhiều lắm, rất là nhiều lợn, toàn lợn ngon thôi. Đấy, người mua người bán, ta mua về sau đó là đúc vào những bao đấy về để làm giống cái thứ ấy các bạn. Di chuyển lên phía trên này thì Sơn lại quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những con chó này các bạn này. Khu vực này thì lại kiểu như là chợ chó luôn. Thậm chí là có cả chó cảnh luôn các bạn nhá. Chó Bắc Hà đấy, rất là nhiều trên này nữa. Vì ngày hôm nay thì nó khá là đông, rất là đông du khách cũng như là mọi người đi mua và đi bán đấy. Cho nên là cái hình ảnh hôm nay mình quay chắc chắn là nó sẽ hơi rối một xíu. Thì là rất là mong các bạn là thông cảm. Đây các bạn này,
rất là nhiều những con chó, chó to, chó nhỏ. Rồi là những con chó to rồi người ta có thể là đang nuôi trong nhà rồi nhưng mà người ta vẫn có thể là đem ra chợ này để bán. Thiếu tiền bán ạ. Đấy. Cô đây cô bảo là thiếu tiền đem ra chợ bán để lấy tiền cho con đi học ạ. Này các bạn xem này, chó con rất là thích nhá. Như chó con này này đang bán bao tiền một con cô? 1 triệu một con à? Ô, chó này là chó gì mà sao đắt thế cô? À thế ạ, chó Su Bắc Hà. Vâng, đây những con chó như bên này thì là chỉ 400-500 một con thôi. Ờ, cũng đẹp đấy nhỉ. Cảm ơn cô nhá. Rồi, đây lại còn có cả gà gì đấy à, anh nhỉ? À, gà đá nhau gà chọi á. Gà này, anh đây anh bảo là gà đá nhau, gà chọi ấy các bạn. Gà chọi đấy anh bảo là gà đá nhau. Đấy, nhưng mà hơi đặc biệt là đáng nhẽ nó phải ngồi xe hướng dưới kia để cho nó cùng dãy mấy hàng gà chứ. À, ngồi chỗ này lại lẫn hàng chó rồi. Đấy, trên này có cả gà tre các kiểu nữa này. Đây gà tre, gà rừng đây thanh niên. Gà tre à? Tre này là tre ta hay tre tàu đây? À, tre ta. Ồ, tre Việt Nam đấy đúng không? Ồ. Gà tre nhưng mà nhìn nó con này chân có vẻ là cũng hơi cổ rồi các bạn ạ. Chân con này nhìn nó có vẻ là sần sùi, con này có vẻ cũng già. Cái này bán bao nhiêu con gà tre này? Con này thì 300 nghìn, hai con này 500. À, hai con gà mái à? Hai con này một con tống. À, cái con này nó biết hót không? Có chứ. Nó hót dài không? gà tre hôm nay các bạn ấy đem ra ngoài chợ phiên này để bán cho các du khách đến đây để tham quan đấy. Đây khu vực này thì rất là nhiều chó nữa này, toàn chó con này. Mỗi người dắt một vài con để đem ra chợ này để bán các bạn ạ. Không biết là quả nhà nuôi được hay là người buôn nữa, cái này thì cũng không biết được là buôn hay là quả nhà nuôi nữa. Nhưng rất là nhiều chó. Nhưng mà chó cũng khá là đẹp các bạn ạ. Đây, còn bên này nữa, lại một dãy nữa. Mỗi người dắt hai con. Đúng là khu vực này phải gọi là chợ chó rồi các bạn. Cái đôi bác đi làm này có bằng cái đôi này được không? Chú mới biết được. Đi qua đến khu vực bên này thì Sơn quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những cây lan rừng này các bạn này. Ở đây lan rất là đẹp. Nhưng mà mình thì cũng chơi lan thôi, nhưng mà những cái loại lan này thì chắc là kiểu lan người ta lấy trên rừng, lan tự nhiên thôi. Chứ mình cũng không biết nó là những cái loại lan gì. Mình chỉ chơi mấy cái gọi là hàng đột biến thôi các bạn ạ. Nhưng mà thấy hoa thì cũng khá là đẹp đây các bạn này. Hoa màu vàng rồi thì nói chung là những cái giò này cũng khá là to, khá là đẹp. Cái này thì có thể là mọi người mua về để treo gọi là kiểu như là treo kiểu như là gọi hàng bờ rào ấy các bạn. Treo cây xanh ở trong nhà, trong nào cũng đẹp đấy. Rất là nhiều cây trong giò nó có vẻ phát triển mạnh đấy các bạn ạ. Đây nữa. Đây các bạn có biết đây củ này là củ gì không? Củ này thì người đồng bào gọi là củ giai nhân. Củ này người ta cũng lấy trên rừng về làm kiểu như là các vị thuốc lam.
cái này thì nó cũng có nhiều những cái công dụng, nói chung là nó về hỗ trợ cho về sức khỏe con người thôi các bạn ạ. Ở trên này thì người đồng bào họ cũng có rất là nhiều những cái vị thuốc lam mà được người ta lấy ở trên rừng về, và đến cái chợ phiên như thế này thì người ta sẽ đem ra để bày bán cho du khách ở thập phương cũng như là cho những người có nhu cầu các bạn ạ. À đây, bên này thì mình thấy có cả lấm linh chi này các bạn. Đây, cái này còn có thể gọi là lấm nêm được các bạn ạ. Lấm này thì nó cũng có nhiều công dụng, ngâm rượu, ngâm giết các thứ uống được. Bên này thì có cả ốc này. Ốc này là ốc gì ông? Ốc gì à? Ốc gì? Ốc gì? Ồ, cháu chả. À, nó kiểu gọi như là ốc sên ấy, đúng không? Ở đây là có cả sáp mật ong đúng không? Ông, cái này là của nhà mình nuôi à? Nuôi à hay là bắt đây? Bắt ở rừng về. Cái này bán theo cân hay là bán theo lít? Cân bao tiền một cân ông? 250 một cân á? Ôi, sao hôm qua bên kia người ta bán có 150 thôi. Đây, ông bán 250 là ông bán đắt đấy. Rồi, đây ai có nhu cầu mà mua sáp ong bắt ở rừng nhá, sáp ong tự nhiên. À, có cả mật luôn đấy các bạn, thì có thể liên hệ mình để mua nhé. Còn đây bên này thì vẫn là những cây lan rừng rất là nhiều, rồi nhiều loại cây lắm các bạn ạ. Đây, còn có cả cá. cá này đánh ở sông ở suối về cô? Không, cá này trong ruộng đây. À, cá ruộng à, chép này nhỉ? Cái này đánh kích à? Đánh kích hay là gì không? Thả chứ. À, thả xong bắt à? Thả, mình thả vào chỗ ruộng thôi. À, ốc này, cũng nhiều thứ lắm các bạn ạ. Ở dãy đằng bên này thì người đồng bào chủ yếu là bán về những cái kiểu như là hàng kiểu như nó là hàng củ quả ấy các bạn ạ. Thì đấy, có cả mận, có cả dưa, cả ớt, rồi rất là nhiều các thứ. Nó kiểu như là hàng củ quả và hàng hạt giống các bạn ạ. Đây này, như các bạn xem này, có rất là nhiều thứ. Đặc biệt thì có món sắp ong thì cũng rất là nhiều. Bởi vì chợ này chỉ họp một buổi duy nhất vào ngày Chủ nhật, cho nên là người đồng bào họ sẽ tập trung ra đây bán hàng rất là nhiều đồ luôn đấy các bạn. Ở phía bên này thì Sơn quan sát thấy là người ta có bán đây là cái này là cái gì nhỉ, cây gì, ba kích nhỉ, đúng không? Ba kích này là mình trồng hay là ba kích lấy rừng về đây à? Anh lấy rừng về à? Đúng rồi, ba kích ngâm rượu các bạn này, ba kích rừng luôn nhé. Thấy anh bảo là lấy trên rừng về, ba kích này thì ngâm rượu thì nó sẽ có những cái công dụng là gọi là mát gan, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới. Đấy. Cái này là chủ yếu là bổ thận tráng xương. À, bổ thận tráng xương. Nói chung là cái này thì nó vẫn là điều chỉnh cho phần nam giới nó nhiều, đúng không anh? À, còn bên cạnh đây thì có thêm cả một làn mận luôn, mận Bắc Hà đấy các bạn ạ. Như trong video trước đấy. À, trong video trước thì mình cũng đã review cho các bạn xem rồi đúng không? Này tiện đây thì quay thêm cho các bạn xem nữa. Đây có cả tam thất này các bạn nhá. Tam thất củ này, tam thất bột này. Đấy, rồi rất là nhiều như này, táo đỏ này. Rồi thì trà thơm. Các nhiều, rất là nhiều những cái loại vị thuốc ở trên vùng cao các bạn ạ. Tam thất này thì nhìn cũng có vẻ là củ này cũng to đấy, không bé lắm đâu. Được. Sang khu vực này thì Sơn quan sát thấy là người dân họ bán rất là nhiều cây bạc kích các bạn ạ. Và kích này thì theo như mình nghĩ là chắc là họ trồng thôi. Vì với cái số lượng nhiều như thế này thì đi lấy trên rừng làm sao mà nhiều như này, đúng không các bạn? Chắc là mình nghĩ là trồng thôi. Còn bên này lấm này, các loại lấm, rồi củ sâm những thứ rất là nhiều. Lấm khá to các bạn. Đi lên đến khu vực trên này thì mình quan sát thấy là chủ yếu là những cái hàng quần áo, váy vóc và các đồ kiểu như là thời trang, những cái đồ về của người đồng bào ấy, thì chủ yếu là những cái đồ thời trang thôi các bạn ạ.
ở trên này kiểu như là nó thành một cái khu để người ta bán về những cái mặt hàng này rồi. Đấy, ví dụ như là những cái váy này, những cái khăn này. Đấy, rồi là những cái túi, những cái mũ của người đồng bào ấy các bạn. Rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Ở đây thì các bạn có thể là mua những cái bộ này để về thỉnh thoảng mặc chụp ảnh chụp biết các thứ này cũng rất là hay. Đấy. Đi qua khu vực bên này thì Sơn quan sát thấy là đồng bào người ta bán rất là nhiều mận các bạn ạ. Đây là mận, mận này là mận tam hoa phải không các cháu? À vâng, mận tam hoa. Mận tam hoa Bắc Hà đấy các bạn ạ. Mận này rất là ngọt, rất là giòn. Đặc biệt là đó cũng là một cái món, một trong những món đặc sản của Bắc Hà các bạn nhé. Đây chính là mận tam hoa Bắc Hà. Còn xin chào chị nhá. Vâng, em review hình ảnh hàng mận nhà mình một xíu. Còn ở Bắc Hà này thì cũng có cả tả van, mận tả van. Thế nhưng mà trong thời điểm này thì tả van vẫn chưa chín các bạn nhá. Đang bắt đầu thôi. Còn mận đây thì vẫn là chính là mận tam hoa Bắc Hà các bạn ạ. Các bạn quan sát đấy, những cái trái mận ở đây rất là to, rất là ngon. Bởi vì đây nó là mận gốc, mận lâu năm rồi. Mận lâu năm thì nó sẽ ra được những cái trái nó to, nó ngon như thế này các bạn ạ. Còn những cái mận mới trồng thì nó sẽ không được trái to như thế này đâu. Đây là những cái trái to này là do những cái mận nó được lâu năm rồi. Và nó sẽ ra được những cái trái mận phấn, mận rất là to. Mà đặc biệt thì cái mận này thì ăn thì cực kỳ là ngon rồi. Nó ngọt lắm các bạn ạ. Nó ngọt và nó giòn. Mận to như này thì người ta bán ở đây là đâu có 60.000 trên 1 kg rồi các bạn. Giá cũng hợp lý thôi. Còn cái mận nhỏ nhỏ đó thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm dao động từ 10.000 cho đến 60.000 trên 1 cân. Nó còn tùy từng loại. Đấy. Đấy, đây mận này bà cụ đang nói là 15.000 một cân này. Mận này các bạn này. Đấy, cũng à, đây có cả hàng 10.000 nữa. Nói chung là nó sẽ có dao động từ 10.000 cho đến 60.000 trên 1 cân. Ở đây thì khá là nhiều luôn. Khá là nhiều mận. Vẫn là người đồng bào họ hái kiểu như là ở vườn người ta trồng được ấy. Vườn người ta trồng được rất là nhiều cho nên là hôm trước thì mình có hỏi thì có một số bà bảo là có nhà bà trồng được 400-500 gốc đấy các bạn ạ. Cái video ngày hôm nay thì chắc là mình cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi. Chắc là cảnh quay về những trái mận Bắc Hà, mận tam hoa Bắc Hà này thì sẽ là đoạn kết cả trong cái video ngày hôm nay rồi. Thì chắc là Sơn xin phép được tạm dừng video nhá. Hẹn các bạn trong những cái video mới nhất trên kênh của Sơn. Thì Sơn sẽ truyền tải những cái video cũng về tất cả về những cái phong tục lễ hội cũng như là về những cái bản sắc của người đồng bào vùng cao các bạn nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được chào tạm biệt quý vị và các bạn trong hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.